Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước đi vào khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn nhắc lại cuốn tạp chí Quốc phòng đã có trên tay của phòng số thứ 2 tháng 4. Quý vị nào chưa mua, quý vị có thể đặt hàng với lại TNP Channel qua cái địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn @yahoo.com, trần nhật phong đạo diễn @yahoo.com để biết thêm chi tiết về à, các cái tạp chí Quốc phòng hàng tháng của TNP. Và bên cạnh đó thì những quý vị nào đã đặt hàng thì ở Bắc Mỹ quý vị sẽ nhận được ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày hôm qua hoặc ngày mai đó là cái thập phần của quý vị Bắc Mỹ riêng. Quý vị ở những quốc gia ngoài nước Mỹ thì quý vị sẽ nhận được báo vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới đó là cái thông báo của phòng. Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ cho TNB Channel trong cái sản phẩm đầu tay và cũng là sản phẩm đầu tiên của người Việt hải ngoại liên quan tới những vấn đề quốc phòng đó là một cuốn tạp chí chuyên đề về quốc phòng ở Á Châu Thái Bình Dương và ấn Độ Dương đó là cái thông báo của phòng. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết, Saudi Arabia và Syria đã tái mở lại tòa đại sứ và tái lập lại các mối quan hệ giữa đôi bên. Tin từ virus cho biết thì Saudi Arabia và Syria đã tái mở lại cái uh, sứ mạng ngoại giao của họ giữa hai quốc gia và hiện nay uh, mối quan hệ này đã được cải thiện sau 11 năm đã có đóng lại và hai quốc gia uh, và cũng như ngoại trưởng của hai bên đã cho biết vào ngày thứ ba Loan báo này diễn ra một tháng sau khi mà Syria và Saudi Arabia cho biết họ sẽ tiến tới tái mở lại tòa đại sứ và quay trở lại các cái chuyến bay ra thường lệ đồng thời cũng sẽ tiếp theo việc mà giới chức ngoại giao hàng đầu của Syria ở tại cái vương quốc này à, tức là vương quốc của Saudi Arabia lần đầu tiên kể từ khi mà đôi bên cắt bộ ngoại giao à, từ năm 2012 à, và trong đó thì gần như là Syria rơi vào cuộc nội chiến. Trong ngày Chủ nhật, 22 quốc gia thành viên của Liên đoàn Ả Rập đã đồng ý là tái nhận lại Syria là vai trò thành viên chấm dứt 12 năm đã ngưng lại cái vai trò thành viên của quốc gia này. Một bước được xem là chiến thắng của ông Tổng thống Bashar al-Assad, được xem là một nhân vật khá lâu năm trong khu vực. Và Syria đã bắt đầu mở rộng các cái mối quan hệ của họ với các chính quyền Ả Rập kể từ khi mà chính quyền ông Bashar al-Assad đã dập tắt cái cuộc biểu tình bùng nổ từ cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập năm 2011 và dẫn tới một cuộc nội chiến tại quốc gia này và sau khi cuộc nội chiến bắt đầu thì Saudi Arabia đã hậu thuẫn cho nhóm đối lập của Syria và Ngoại trưởng của Saudi Arabia cho biết trong một bản statement là việc tái mở lại các phòng đại sứ ở Damascus là tăng cường cái vấn đề an ninh, hòa bình, ổn định ở khu vực và họ không cho biết là khi nào thì tòa đại sứ được mở ra. Tuy nhiên nói rằng biến chuyển này diễn ra sau khi Liên đoàn Ả Rập đã quyết định tái lập lại cái vai trò thành viên của Syria. Trong khi đó thì Ngoại trưởng của Syria nói rằng Damascus sẽ thảo luận về việc tái lập lại các cái sứ mạng ngoại giao của họ tại Saudi Arabia. Trong những năm gần đây thì ông Assad assad đã kiểm soát gần hết cái lãnh thổ của ông ta và các quốc gia láng giềng của Syria đã bắt đầu tiếp cận lại với quốc gia này. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt trong ngày hôm nay cả Hoa Kỳ lẫn Anh Quốc đều phản đối việc mà Syria tái gia nhập lại Liên đoàn Ả Rập của khu vực Trung Đông. Bản tin từ Washington cho biết thì cả Hoa Kỳ lẫn Anh Quốc đã chung một tiếng nói trong ngày thứ ba là phản đối về việc mà Liên đoàn Ả Rập đã nhận lại Syria trong vai trò một thành viên. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông Anthony Blinken cùng với ngoại trưởng của anh là James Cleverly lên tiếng cho biết họ phản đối biến chuyển này và họ đồng thời nói rằng họ sẽ làm việc lại với lại cái phía của Liên đoàn Ả Rập. Cùng một lượt thì họ nói rằng các quốc gia cần phải bình thường hóa các mối quan hệ ngoại giao với lại Tổng thống Bashar al-Assad cho tới khi nào mà ông này chấp nhận cái các cái quy tắc và dự tính của Liên Hợp Quốc là tái lập hòa bình và ổn định quốc gia sau 13 năm nội chiến. Chúng tôi tin rằng Syria À, cần phải à, à, ngưng lại cái vai trò thành viên của họ trong liên đoàn Ả Rập. Ông Blinken đã phát biểu với các thông tin viên chung với lại ngoại trưởng của Anh là Clivley à, thuộc bộ ngoại giao của Anh và điều mà chúng tôi muốn nói rằng là tất cả các đối tác của chúng tôi trong khu vực họ cần phải à, có quyết định riêng của họ. Tuy nhiên ở vị trí chúng tôi rất rõ ràng chúng tôi không thể làm bất kỳ một cái à, thương mại giao dịch nào hoặc là bình thường hóa các mối quan hệ với ông Assad đó và cái chế độ này đó là lời phát biểu của ông plican à, đưa ra và ông clearly nói, nói rằng chính quyền của anh đã đồng ý với lại cái quan điểm của hoa kỳ đây là một trong những điều mà hoa kỳ và anh quốc à, đã chia sẻ và rất là <laughs> tương tự cái nhìn trên anh quốc cũng không cảm thấy thoải mái khi mà à, syria tái nhập lại à, liên đoàn ả rập tuy nhiên giống như là ngoại trưởng à, anthony Blinken đã nói là quyết định này là của các thành viên trong khối à, liên đoàn ả rập và tôi nhắc lại điểm này là chúng ta cần phải à, có điều kiện nếu như mà họ chọn đứng về một cái phía khác và cần thiết là có những cái điều kiện và căn bản để mà Damakus và chế độ Assad của ông ta là phải chịu trách nhiệm. Đây được xem là phản đối chính thức của phía Hoa Kỳ và phía Anh đối với liên đoàn Ả Rập sau khi mà liên đoàn Ả Rập đã cho nhận lại Syria làm vai trò thành viên và trong đó cả hai ông chỉ ra bất kỳ một cái giải pháp nào cho giải quyết cân khủng hoảng của Syria đều phải căn cứ trên cái nghị quyết của hội đồng bảo an địa quốc trước đây gọi là 2245 trong đó chấp nhận một cái năm 2015 từng bước một là đi tới tình trạng ngưng bắn hỗ trợ nhân đạo và tiến trình gọi là có một cuộc bầu cử công bằng và và trong đó đã từng được các quốc gia trong liên đoàn Ả Rập chấp thuận tuy nhiên thì hiện nay gần như là liên đoàn Ả Rập đã bỏ qua cái nghị quyết này và kết nối lại băng giao với lại Syria đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay Hoa Kỳ cam kết chi thêm 1.2 tỷ Mỹ Kim giữa lúc mà ông Putin tuyên bố là sẽ chiến thắng tại Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết thì Hoa Kỳ loan báo 1.2 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ cho lực lượng phòng không của Ukraine và cung cấp nguồn đạn dược giữa lúc mà ông Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố rằng quân đội của ông sẽ chiến thắng ở tại Ukraine trong cái cuộc duyệt binh đánh dấu ngày đại chiến thắng của Nga đối với lại Đức Quốc xã. Tại Kiev thì tổng thống của Ukraine là ông Zelensky đã chủ trì cho một cái cuộc đón tiếp với lại bà chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu là Ursula von der Leyen. Người lên tiếng nói rằng Liên hiệp Âu Châu làm tất cả mọi thứ để mà đẩy lùi cái nguồn máy chiến tranh của ông Putin và kể cả cái nguồn lợi nhuận của ông ta. Và hàng loạt các cái vụ nổ đã diễn ra xung quanh thủ đô vào ngày thứ ba. Và đây là lần thứ năm họ đã tấn công vào thành phố này trong trong tháng. Và lời phát biểu của ông Putin đưa ra ở ngay tại cái quảng trường đỏ nơi có cuộc duyệt binh đánh dấu cái đại chiến thắng của nga trước đây với lại đức quốc xã và trong đó ông ta đã nhấn mạnh vấn đề an ninh cũng như là cáo buộc là các kẻ thù của ông ta đang tìm cách phá hủy nước nga các uh, giới chức đã hủy bỏ tất cả những cái dự tính uh, trong cái uh, ngày holiday này và họ ban cấm là không có bất kỳ một cái drone hay bất kỳ một cái uh, chiếc máy bay nào mà bay ngang qua điện Kremlin và bắt đầu từ hồi tuần trước trong khi đó thì uh, Hoa Kỳ và đồng minh đã lên tiếng và đã nói rằng Nga đã có chiến dịch gọi là thực hiện các cái hoạt động gián điệp và trong đó gần như họ sử dụng rất nhiều những cái firmware để mà hack vào trong tất cả những cái hạ tầng cơ sở của Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay tuần tra biên giới đã lên tiếng chỉ trích cơ quan quan thuế và giám sát biên giới tại el Paso Bản tin mới nhất cho biết, thì cơ quan tuần tra biên giới đã tỏ ra nổi giận với cơ quan quan thuế và bảo vệ biên giới sau khi loan báo vào ngày thứ hai, dự tính là sẽ gửi cái quyền của họ tới cái khu vực ở El Paso, Texas để mà tìm cách ngăn chặn tất cả những di dân bất hợp pháp. Hàng loạt các viên chức đã nói với tàu Washington Examiner là họ đã à, bị ngăn cản bởi cả lực lượng. Tòa, tòa, và qua quan thuế và bảo vệ biên giới khi mà họ dùng ngựa để mà ngăn chặn tất cả những thành phần gọi là vượt qua biên giới và đây là cái lời phát biểu của hai cơ quan khác nhau cơ quan border patrol tức là cơ quan tuần tra biên giới còn custom and border protection là cái cơ quan bảo vệ biên giới và quan thuế à, tôi không chắc chắn rằng cơ quan cbp đã làm điều này tuy nhiên một vài người đã tỏ ra bất ngờ một viên chức đã chỉ ra cho thấy như trên và à, người, người tin rằng là lãnh đạo của cơ quan tuần tra biên giới có tên là Ro Ortiz à, hay là cái à, nhân vật à, của đứng đầu bộ an ninh nội địa là ông Alexandro Mayocat là sẽ bảo vệ cho họ à, trong năm 2021 thì cái khu vực ở Del, Del Rio được xem là nơi mà gần như là các à, Nhân viên tuần tra biên giới đã dùng ngựa để ngăn chặn tất cả nhân viên bất hợp pháp và trong đó gần như họ đã bị chỉ trích khi hình ảnh này được loan truyền trên giới truyền thông và họ biết rằng những kẻ đến từ Venezuela rất bạo động. Tuy nhiên họ đã không tin tưởng vào lời phát biểu của lãnh đạo chúng tôi là O'Tic và trong đó một viên chức đã cho biết như trên và các nhân viên cảm giác rằng họ phải đi theo lệnh à, mệnh lệnh của Del Rio nơi mà họ không được sự hậu thuẫn. Trong khi đó thì cái cơ quan tuần tra biên giới trên toàn quốc đã lên án chính quyền của Joe Biden đã quyết định là công bố tất cả những cái hình ảnh thông tin mà trong đó họ gọi rằng đây là một trò PR rẻ tiền khi mà sử dụng hình ảnh các nhân viên tuần tra biên giới sử dụng ngựa để ngăn chặn di dân bất hợp pháp và trong đó gần như những hình ảnh này đã gây cố tình là gây một cái mà một cái cuộc gán nhãn cho cơ quan tuần tra biên giới là đàn áp những người di dân đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và khu vực biên giới của Hoa Kỳ ngày hôm nay Cùng một lượt thì à, những kẻ di dân bất hợp pháp đã trực chờ ở biên giới và đang chờ đợi cái thai thù 42 chấm dứt. Bản tin mới nhất cho biết thì mặc dù đã có cái một số những bức tường ngăn chặn, tuy nhiên hàng dọc những cái người mà gọi là di dân bất hợp pháp ở bên kia biên giới đang chuẩn bị chờ để xông qua biên giới và có khoảng 2.000 người đã chuẩn bị để mà xông qua biên giới một khi mà các cái cái gọi là cái thai thầu 42 hết hạn trong tuần này và hầu hết họ đến từ khu vực ở khu rừng Panama và ở Colombia. Một vài người à, cho biết rằng là ở trên cái mạng hội và cái nạn buôn người đang tiếp tục sử dụng cái việc chấm dứt thai thổ 42 để lừa gạt những di dân bất hợp pháp tới biên giới Hoa Kỳ nơi mà đang chuẩn bị đối với cơn khủng hoảng. Ngày 11 tây tháng 5 thì à, trên nguyên tắc thì Hoa Kỳ sẽ chấm dứt cái thai thổ 42 là một trong những cái xác lệnh mà Tổng thống Trump trước đây đã ban hành. Ông dùng cái đại dịch để mà ngăn chặn không cho di dân bất hợp pháp băng ngang qua biên giới và đã trục xuất ít nhất là 2.8 triệu người kể từ tháng 3 năm 2020 và xác lệnh này đã được à, gia hạn được nhiều lần dưới thời của Joe Biden sau khi có áp lực về cân khủng hoảng biên giới tuy nhiên lần này Joe Biden không có ý định là gia hạn thêm cái thai thổ 42 và điều này đã kích thích rất nhiều những di dân bất hợp pháp tràn tới biên giới của Hoa Kỳ và chờ à, cái thai thổ 42 chấm dứt thì họ sẽ xông qua biên giới và hiện nay lực lượng tuần tra biên giới cũng như là lực lượng bảo vệ biên giới vẫn không đủ à, lực lượng của họ để bảo vệ cho biên giới của Hoa Kỳ trong đó thì à, phía của ta Joe Biden đã gửi thêm 1.500 vệ binh ở à, quốc gia đến khu vực này để hỗ trợ cho các lực lượng tuần tra biên giới và bảo vệ biên giới. Cùng một lượng thì thống đốc của tiểu bang Texas là Greg Abbott cũng đã cho triển khai một lực lượng bảo vệ đặc biệt cho biên giới để có thể ngăn chặn à, những di dân này à, qua bên, à, vượt qua biên giới để xông vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Nhiều người dân Hoa Kỳ ở tại khu vực biên giới đã thúc giục bán nhà của họ ở khu vực biên giới bởi vì tình trạng nguy hiểm ở biên giới. Đây được xem là một trong những cái uh, cuộc gọi là uh, làn sóng di dân sắp sửa tràn qua Hoa Kỳ sau khi và uh, cái thay thù 42 chấm dứt. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và và uh, quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã ban thêm lệnh cấm vận với các thành viên trong nhóm băng đảng tại Sinaloa bị cáo buộc là có vai trò trong việc xuất cản các cái chất fentanyl vào Hoa Kỳ hoa kỳ loan báo trong ngày 9 tây là ban cả lệnh cấm thêm 4 thành viên của nhóm gọi là trùm ma túy ở sinaloa bao gồm luôn con trai của nhà trùm ma túy là el chapo cùng với lại một số người khác trong vai trò của họ về việc mà tung chất fentanyl và các loại ma túy khác vào thị trường hoa kỳ bộ tài chánh đã loan báo lệnh cấm vận này với hai công ty của trụ sở đặt tại mexico à, việc cấm vận tài chánh này nhắm vào cho Guzman Lopez và Sao Unpae Lope, à, Raymundo Pere Urebe và Mario Esteban Oganzo à, Sedano và cuối cùng là Joaquin Guman Lope à, được xem là những nhân vật đã bị cấm vận và à, nhân vật này à, đã không nằm ở trong người sở của Lu và là thành viên của cái nhóm gọi là Chapito được xem là con trai của nhà trùm ma túy à, gọi là Changking El Chapo Guzman El Chapo đã bị à, kết án tù trung thân trong cái à, kết à, bản án của quan tòa liên bang và đang nằm trong một cái nhà tù được xem là có an ninh tối đa, đa nhất ở tại Florence Colorado và ông ta đã bị kết án tội năm 2019 trong các cái tội liên quan tới ma túy, vũ khí, à, rửa tiền và trong khi đó thì à, Đà, phía Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố vào tháng 4 thì Anemigram à, là người đứng đầu của cơ quan à, à, DEA tức là cơ quan phòng chống ma túy của Hoa Kỳ giải thích về tình trạng mà độc hại của các cái chùm ma túy ở Sinaloa và đặc biệt là à, bà đã làm việc với à, cái à cái nhân viên của bà để chống lại các cái hoạt động này. Đây được xem là lệnh cấm vận mới nhất nhắm vào các công ty của Mexico và các cá nhân của Mexico đã tiếp tay tuôn cái chất fentanyl vào lãnh thổ của Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Bộ Tư pháp cho biết họ đã giải giới kịp thời một cái công cụ gián điệp của Nga. Bộ Tư pháp loan báo trong ngày thứ ba là các viên chức của họ làm việc với lại các viên chức của quốc tế đã kịp thời ngăn chặn và phá hủy được một cái malware tức là một cái nhu liệu à, mã độc mà nga thường sử dụng để đánh cắp tất cả các bí mật thư, à, và trong vòng 20 năm qua và cái uh, malware này có tên là snack tức là tên con à, là là rắn độc và được sử dụng bởi cơ quan tình báo của nga để có thể a uh, uh, script tức là có thể scan và uh, chụp lại các cái dữ liệu được xem là nhạy cảm từ hoa kỳ và các uh cơ quan nằm trong nato cũng như là bộ ngoại giao bộ các công ty về quốc phòng và kể cả các phòng nghiên cứu về kỹ thuật cao theo tường trình của tờ politico cho biết và hành động này đã được phá vỡ bởi cơ quan fbi và chúng tôi đã có thể ngăn chặn được cái loại mã độc này đã khai triển bởi cơ quan fsp tức là một trong những cái hậu thân của cơ quan ta KCB trước đây và họ sử dụng cái loại malware này để mà có thể thực hiện cái chiến dịch gọi là hoạt động gián điệp của họ và trong một bản test thì bộ tư pháp cho biết là bộ tư pháp ngày hôm nay loan báo đã hoàn tất việc thực hiện một cái án lệnh do tòa cho phép và trong đó có cái code name là ở trong đó chúng tôi đã ngăn chặn được một cái mạng lưới computer mà trong đó có cái nhu liệu mã độc gọi là peer to peer ở trên toàn cầu với cái tên gọi là snack và hoa kỳ đã thành công việc ngăn chặn cái này và để có thể và nó được tạo ra bởi cái cơ quan federal security service tức là fss của nga và của liên bang nga và trong 20 năm qua với cái công cụ này, họ đã lấy rất nhiều những tài liệu từ ở các cái hệ thống của Hoa Kỳ và gần như là ở trên 50 quốc gia và bao gồm luôn những quốc gia nằm trong liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương. Đây được xem là một trong những thông báo mới nhất của Bộ Tư pháp đưa ra sau một cuộc điều tra dài giữa FBI phối hợp với lại các cơ quan công lực của nước ngoài. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay đã không có một cái À, à, giải pháp nào cho cái bế tắc về giới hạn nợ trần quốc gia trong cuộc gặp gỡ với Joe Biden Đó là lời à, tường trình của ông Kevin McCarthy Chủ tịch của Hòa viện là ông Kevin McCarthy trong ngày thứ ba cho biết Sau khi có cuộc gặp gỡ với ông Joe Biden và các lãnh đạo khác trong quốc hội Ông không thấy được một cái đường hướng nào để có thể à, chấm dứt một cái cuộc đối đầu dài hạn vừa qua Trong việc mà vay thêm nợ để à, tháo gỡ cái giới hạn nợ trần quốc gia Và có thể dẫn tới tình trạng mà Hoa Kỳ bị vỡ nợ ông tổng thống đã đón chào ông Kevin McCarthy, chủ tịch của Hạ viện và chủ tịch khối thiểu số Hạ viện là Hakeem Jeffrey cùng với chủ tịch khối thiểu số và đa số tại thượng viện là Chuck Summer và ông Mitch McConnell tại phòng Oval, tức là phòng bầu dục. Và trong đó họ đã có những cái tách thức đồng ý là cần phải nói chuyện thêm để có thể đáp ứng mặc dù cái cuộc nói chuyện này kéo dài khoảng hơn một giờ đồng hồ và cái tiềm năng nguy hiểm là không thể nào có được một cái giải pháp à, sớm vào ngày 1 tây tháng 6 gia tăng cái việc mà có thể có sự hỗn loạn trong nền kinh tế và đảng cộng hòa à, diễn ra giữa lúc mà à, tòa bạch đốc hy vọng là sẽ đàm phán việc mà cắt giảm các cái ngân sách của chính quyền liên bang trong đó cho thêm mở à, vay thêm nợ để xóa đi tình trạng vỡ nợ tôi đã yêu cầu tổng thống một câu hỏi rất đơn giản ông ta có tin rằng là có một cái à, Đường hướng nào để chúng ta tiết kiệm lại Ông McCarthy đã nói với các thông tin viên Ở bên ngoài tòa Bà Đốc Và tôi hỏi rằng chúng ta đã chi ra số tiền Và chúng ta đã chi ra trong vòng 5 tháng qua Ông Biden trong khi đó thì vẫn Tiếp tục cho rằng là ông ta không muốn Dùng cái nợ quốc gia là một thứ con tin để đàm phán và ông ta không muốn Đảng Cộng Hòa đặt bất cứ một điều kiện nào mà phải tự động và tình nguyện tháo gỡ nợ trần quốc gia và chúng ta phải giải quyết tất cả vấn đề này. Đây được xem là cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của các thành viên trong quốc hội với ông Joe Biden. Tuy nhiên đã không có một cái giải pháp nào khi mà Joe Biden vẫn không có thiện chí để ngồi xuống trong cái bản kế hoạch của Đảng Cộng Hòa đưa ra trong đó đồng ý là cho thêm 1.500 tỷ Mỹ Kim vay ra để mà tháo gỡ cái giới hạn nợ trong quốc gia và bù lại chính quyền của Joe Biden là phải cắt giảm các chi phí của liên bang. Tuy nhiên Joe Biden đã gạt ngang và không đồng ý chuyện này. Ông ta chỉ đòi hỏi là tháo gỡ cái giới hạn nợ trong quốc gia nhưng không đồng ý cắt giảm chi phí của chính quyền liên bang. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, ông Tucker Carlson đã bắt đầu có dự tính tôi sẽ thực hiện cái show của tôi trên Twitter. Tucker Carlson loan báo vào ngày thứ ba là ông sẽ có một cái biến chuyển mới trên cái trang Twitter của ông sau khi mà luật sư công cáo buộc là đài truyền hình Fox đã cố tình vi phạm cái hợp đồng giữa đôi bên trong hai lá thư riêng biệt. Ông Carson đã công bố về một cái đoạn video gần 3 phút trong đó ông có thể sẽ nói về cái show của ông và cái tương lai cái dự án ở trên trang social media mà trong đó được xem là có khá nhiều người Mỹ sử dụng. Twitter từ lâu nay đã nằm ở trong một cái sự gọi là đối thoại ở trong quốc gia chúng ta và đã phát triển Twitter không có đứng về một đảng phái nào và tất cả mọi người đều có mặt ở đây và tôi nghĩ đây là điều tốt ông Kassin đã cho biết như trên và ngay từ lúc bắt đầu sớm chúng tôi đã đưa ra một cái phiên bản mới cho cái show này và chúng tôi sẽ làm từ sau mà chúng tôi đã làm từ 6 năm rưỡi trước đây trên Twitter và bây giờ chúng ta sẽ là đến với Twitter và quý vị sẽ biết là chúng ta sẽ làm việc như thế nào? Sau khi đoạn video này drop đi, thì uh, uh, bất news uh, một uh, một nhà báo cao cấp của có tên là gọi là Dylan Prayer đã báo cáo rằng uh, ông Carson có thể sẽ uh, có ít nhất là 25 triệu để mà uh, phía đài truyền hình Fox phải trả cho ông ta trên cái việc mà họ đã vi phạm vào cái hợp đồng. Trong đó, nó cho biết là đại nhân viên của đài truyền hình Fox đã tìm cách gọi là hỗ trợ cho ông Carson để mà có một cái chương trình mới tuy nhiên thì à, ngay sau đó thì à, tờ ESO cho biết là việc mà vi phạm này vẫn chưa biết là phía đại diện sẽ phản ứng như thế nào trong khi đó thì à, tổng giám đốc điều hành của công ty Twitter là Elon Musk đã báo cáo là sẽ đề nghị ông Carson với một cái à, liên quan tới cái phí tổn về pháp lý và ông Carson cũng như luật sư của ông ta cho biết là các tập tài liệu mà đài truyền hình Fox cố tình tiết lộ ra à, và đây bao gồm luôn cả nhà tỷ phú sáng lập Fox là Rupert Murdoch đã vi phạm lời cam kết với ông Carson. trong đó gần như là họ đã tìm cách uh, xì một số thông tin ra để bôi nhọ ông Carson. Đây được xem là một trong những cái cuộc uh, báo cáo mới nhất như vậy thì tất cả Kaiser không cần thiết phải có mặt ở trên các cái hệ thống truyền hình network mà ông sẽ sử dụng trang Twitter để mà xây dựng một cái thế giới riêng của ông và các khán giả của ông đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Hoa Kỳ nghiêm quốc nghệ và là Trung Quốc ngày hôm nay đầu tiên hết một thảm kịch đầy tác hại đó là lời nhận định của các nhà lập pháp lên án cơ quan nghiên cứu về sức khỏe con người đã tái tục lại cái việc mà cung cấp cái nguồn ngân sách nghiên cứu về cái loại gọi là corona coronavirus tức là cái loại virus nằm ở trong loài dơi cho một cái tổ chức mà thường xuyên đã nhận tiền tài trợ là EcoHealth có quan hệ mật thiết với phòng nghiên cứu về ở Vũ Hán các nhà lập pháp đã lên án gây gắt viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia gọi là NIH khi quyết định là tái tục lại cái quân quỷ của liên bang cho tổ chức Echo à, Eco Hell Alien một tổ chức đã bị ra, ngưng lại cách đây 3 năm trong việc mà họ sử dụng sai lạc cái số tiền cung cấp bởi chính quyền liên bang Eco Hell Alien một tổ chức được mô tả là bất vụ lợi trong nhiều năm qua đã à, gọi là cung cấp cái nguồn tài chánh từ cái uh, uh, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Quốc gia để cung cấp cho Phòng Nghiên cứu Sinh học Vũ Hán nơi được xem là có thể uh, bùng nổ cái cơn đại dịch của Covid-19 và hiện nay thì họ quyết định quay trở lại và hỗ trợ tiếp cho cái phòng nghiên cứu sinh học này và dưới cái uh, tiền mà tài trợ cho Eco à, uh, được đưa ra bởi một cái uh, tổ chức có tên là Big Stick, uh, và nhân vật có tên là Peter Dasa cho biết là sẽ nhận khoảng 4.325.005 Mỹ Kim trong vòng 4 năm À, giữa lúc mà cái cơ viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia và phòng chống về đại dịch cho biết rằng là họ đã là dựa trên cái thỏa thuận của ông Anthony Fauci vào tháng 12 năm ngoái và loan báo à, họ đã chi thêm số tiền này là 576.290 Mỹ Kim cho tài khoá của năm 2023 dân biểu Brett Guthrie của Đảng Cộng hòa và chủ tịch của Ủy ban về năng lượng và uh, tiểu ủy ban đặc trách về vấn đề uh, sức khỏe lên tiếng và nói rằng ông rất bất mãn và cảm thấy sững sốt trước cái hành động này. EcoHealth Alien đã không có những cái uh, đầy đầy đủ những báo cáo của họ về cái nguồn uh, tiền của liên bang cung cấp bởi tiền thuế của người của liên bang, của liên bang và cùng tiền thuế của người dân. Và điều này cho thấy rằng EcoHealth vẫn tiếp tục duy trì cung cấp tiền cho cái uh, phòng sinh học tại Vũ Hán và điều này là điều không thể chấp nhận được. Đó là một trong những cái lời khẳng định của các nhà lập pháp đưa ra. Sau khi họ biết được là Eco Alien vẫn tiếp tục dùng tiền của liên bang để cung cấp cho các phòng sinh học ở tại Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay, ngoại trưởng của Đài Loan lên tiếng và nói rằng việc gia tăng quốc phòng cho Đài Loan có thể xóa được một cuộc chiến đối với cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc có thể sử dụng việc mà gọi là coi Đài Loan là một mục tiêu mềm để tấn công nếu như họ không có đầy đủ khả năng và nếu như Đài Loan mà có được cái gọi là tăng về ngân sách quốc phòng thì có thể sẽ giúp cho Đài Loan có thể xóa được cuộc chiến với Trung Quốc. Đó là lời khẳng định của à, Ngoại trưởng của. À, Đài Loan là ông Joseph Wu đã đưa ra trong lời phát biểu vào ngày thứ ba với tờ The Hill. Ông cho biết tuy nhiên thì vẫn có sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế và Đài Loan cần phải có sự hỗ trợ về quân sự và ngoại giao để có thể đối phó với cuộc xâm lăng hoặc là phong tỏa của Trung Quốc. Nếu chúng ta không có những cái cuộc tranh đấu cho riêng chúng ta thì chúng ta sẽ không có cái quyền yêu cầu những quốc gia khác tranh đấu cho Đài Loan hoặc là ủng hộ cho Đài Loan nếu chúng ta không tự mình tranh đấu. Và điều này là một cái điều mà giá trả đất đắt và chúng tôi phải bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi. Ông đã phát biểu sau khi mà Hoa Kỳ dự tính loan báo một cái ngân sách 500 triệu Mỹ Kim hỗ trợ về quân sự cho Đài Loan để uh, cung cấp ngay lập tức các cái vũ khí trực tiếp từ cái kho chứa vũ khí của Hoa Kỳ cho Đài Loan. Và việc hỗ trợ này có nghĩa là cái nguồn cung cấp có thể Đài Loan sẽ cần trong cái ngân sách gồm có mà họ đã mua của Hoa Kỳ gồm 19 tỷ Mỹ Kim và trong đó họ đã giao tất cả những cái vũ khí trẻ nải cho Đài Loan. Và phía Hoa Kỳ cho biết rằng phía Trung Quốc à, Tập Cận Bình có thể sẽ đang có dự tính về việc xâm lấn Đài Loan à, từ đây cho tới năm 2027 và các... À, Chuyên gia kinh tế nói rằng là Bắc Kinh muốn kiểm soát cái nguồn kinh tế của Đài Loan và nguồn kỹ thuật của Đài Loan cũng như là họ có thể sẽ phát động một cái mặt trận gọi là phong tỏa đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là lời phát biểu mới nhất của ông Joseph Vũ Và ông nói rằng nếu mà có hỗ trợ đầy đủ, Đài Loan có đầy đủ tất cả những trang bị về vũ khí cũng như là quân sự thì có thể xóa được cuộc chiến ở trên eo biển Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và được xem là bản tin thời sự hàng đầu trong channel của trần nhật phong ngày hôm nay những kẻ lừa gạt vẫn là những kẻ lừa gạt thủ tướng của new zealand đã hủy bỏ một cái buổi ăn tối mà do nhóm thân cộng sản trung quốc tổ chức nhưng lại đổi lốt một tổ chức khác thủ tướng của new zealand là ông chris hipkins đã hủy bỏ một cái gì tính là xuất hiện trong một bữa tiệc ăn tối mà do nhóm thân cộng sản trung quốc tổ chức hồi tuần trước theo tường trình của tờ báo tại new zealand có tên là newsroom cho biết thì cái buổi tờ ăn tối này chính ra là được tổ chức bởi hai tổ chức thứ nhất là new zealand chinese business club và thứ hai là tổ chức gọi là phòng thương mại của new zealand tức là auckland business chamber là đồng tổ chức cái buổi tiệc này à, trong đó gần như là để thế khoản đãi và trong cái poster đưa lên thì họ đã treo hình của ông đương kim thủ tướng của new zealand là có mặt ở trong cái buổi dạ tiệc này và trong ngày ba tây vài giờ sau khi mà nhận được từ ở Newsroom về cái báo cáo này thì văn phòng thủ tướng của new zealand nói rằng ông Hipkins sẽ không xuất hiện ở trong cái buổi tiệc này và trong đó ông nói rằng là dân văn phòng của ông đưa ra là họ nhận lời mời của cái phòng thương mại Auckland tức là Auckland Business Chamber ông nhận lời mời bởi vì trên căn bản đó là cái tổ nơi tổ chức của cái buổi dạ tiệc này tuy nhiên sau đó thì họ mới biết được là Chinese Business Club đã đứng chung đồng tổ chức có nghĩa là đám nhóm tên nhóm này là một cái nhóm mà cơ quan ngoại quy ngoại vi của đảng cộng sản và là một cái loa tuyên truyền của đảng cộng sản trung quốc thông qua tờ báo Nhân Dân ở tại New Zealand và gần như là họ làm việc rất chặt chẽ với lãnh sự quán của cộng sản trung quốc tại auckland thủ phủ của new zealand và trong đó gần như họ làm việc với lại tương tự với lại tòa đại sứ của trung quốc ở tại cái thành phố gọi là wellington đây được xem là một trong những cái cú đánh thẳng vào mặt của cộng sản trung quốc khi mà lợi dụng phòng thương mại ở auckland tức là một cái cơ sở một cái cơ quan nằm trong chính quyền của úc đứng ra tổ chức nhưng họ lại lén lút đứng phía sau và đồng tổ chức khiến cho ông thủ tướng của New Zealand đã phải hủy bỏ không dự buổi tiệc này đó là bản tin liên quan tới tình hình của Úc và của New Zealand cũng như của Trung Quốc cùng một lượt trong ngày hôm nay thì thủ hiến của British Columbia tại Canada cho biết ông sẽ gặp gỡ giám đốc cơ quan tình báo tại khu vực trong việc cáo buộc là Trung Quốc đã xen vào cuộc bầu cử tại Vancouver Thủ hiến của British Columbia tại Canada là David Elby cho biết ông sẽ gặp gỡ với giám đốc của cơ quan tình báo Canada ở tại khu vực trong những cáo buộc cho rằng là Bắc Kinh đã xen vào cuộc bầu cử năm 2022 tại Vancouver, phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 8 Tây. Ông FP cho rằng ông đã được giới chức tình báo của Canada và được gọi tắt là CSIS đã có thể không thể xe thêm cho ông ta về cái những gì mà ông ta nói rằng là trực tiếp từ ở phía của Trung Quốc và ông AB cho biết ông sẽ cố gắng làm việc với cơ quan tình báo này trong một cái cuộc tiếp cận mang tính chất xây dựng trong cuộc họp này. Họ đã chỉ ra cho thấy rằng là có sự xen vào cuộc bầu cử và chúng tôi muốn gặp gỡ để tìm hiểu xem về những cái thông tin mà họ có được. Cuộc gặp gỡ giữa CSIS đã được đề nghị sau khi mà tờ Club and Mail báo cáo rằng trong ngày 16 tháng 3, cáo buộc là phòng văn phòng lãnh sự quán của Cộng sản Trung Quốc tại Vancouver đã xen vào cuộc bầu cử ở chính quyền của địa phương và trong đó gần như là gây ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử này. Và ông Epai đã ngay lập tức đã có một cái đáp ứng vào ngày hôm sau và ông nói rằng đây là một vấn đề rất lớn khi mà có những cáo buộc này và ông nói rằng ông sẽ làm việc với lại CSIS để tiếp cận các nguồn tin tức của họ trong việc mà điều tra về việc Trung Quốc xen vào cuộc bầu cử tại Canada, đây được xem là một trong những cái nỗ lực nhằm ngăn chặn các hoạt động của cộng sản Trung Quốc tìm cách thao túng các nền chính trị địa phương không những là tại Canada, Úc, Hoa Kỳ, Anh Quốc và một số những quốc gia có nền dân chủ khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và nhớ, nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.